À, dạ vâng, lời đầu tiên cho shop em được gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe để theo đuổi cái niềm đam mê PCP của mình nhé. Thì hôm nay cho shop PCP em quay lại được gửi tới anh em về một cái mẫu condo Talon. Giá thì giá rất chi là rẻ anh em nhé. Chỉ có 4.450.000 là anh em có thể nhận được như thế này. Nguyên một cây như này nhá. Thì chốc nữa anh em cùng em lắng nghe xem 4.050.000 thì anh em nhận được những cái gì nha anh em nhá. Thì trước khi đi sâu vào sản phẩm thì cho phép em được giới thiệu qua về cách thức giao dịch. Này, cách thức giao dịch bên em vẫn là luôn luôn ship COD toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm anh em nhà giả tiền anh em nhá. Bên em hỗ trợ cả ship xe, ship bill, ship gì cũng ship anh em nhá. Ship COD có nghĩa là anh em nhận hàng thanh toán tiền. Ship xe anh em cũng nhận hàng thanh toán tiền, cọc 1-200 là rất là ok rồi. Nếu mà anh em đặt cả cây chỉ cần cọc 1-200 là ok anh em nhé. Không nói nhiều nữa thì bây giờ em đi sâu luôn vào sản phẩm của bên em, em muốn giới thiệu với anh em nhé. Thì cho em được nói qua nhé, thì 4.450.000 thì anh em nhận được cả nguyên một cây condo như này, nhưng mà vẫn còn thiếu, anh em chưa có thể bán được đâu. Một cây như này nhưng mà anh em chưa bán được nhá. Bởi vì sao? Bởi vì anh em vẫn còn thiếu lòng. Em thì em chưa lắp cái lòng trong này. Em chưa lắp cái cảnh. Chưa lắp cảnh nhá. Thì 4.450.000 thì bây giờ em sẽ báo giá từng bộ phận như thế nào để lắp thành 4.550.000 nhá. Và còn thiếu những cái gì để anh em có thể đem ok anh em nhá. Thì đấy em vừa nói rồi đấy. Thì 4.550.000 anh em chưa có cảnh. Anh em lưu ý là xem hết cái video này cho em nhé. Thì anh em mới biết làm sao để mà vì sao cái cây condo lại có giá rẻ như thế nhá. Bởi vì là thực ra là nếu mà anh em lắp thêm cái cành thì nó không phải là giá 4.550.000 đâu, mà nó giá là anh em cộng thêm cho em 1.400.000 đến 1.800.000 tùy anh em. Bởi vì là cái cành em lắp cho anh em là cành Low Town White Thơm, bên em đang bán với giá là rẻ nhất là 1.200.000 anh em nhé. Đấy, anh em nào thích lắp cành giá nào em cũng có, 1.200.000, 1.400.000, 1.800.000, hơn 2.000.000 em cũng có. Đấy, thế tùy anh em. Đấy, 4.550.000 anh em chỉ nhận được như này thôi, chưa có lòng. Thì bây giờ em sẽ cộng từng bộ phận, từng linh kiện để cho anh em biết rõ là những cái bộ phận linh kiện nào để anh em đợi em một tí nhá. Đấy. Thế bây giờ em sẽ cộng từng bộ phận linh kiện nhá. Anh em cùng lắng nghe. Thì đầu tiên em sẽ cộng cho anh em cái bộ khung combo nhé. Khung combo ở đây thì em đang lắp là cái tay cầm gỗ anh em nhé. Tay cầm gỗ mun đuôi công rất là đẹp anh em nhé. Đấy, mun đuôi công anh em có thể nhìn thấy đây. Thì một bộ combo gồm khung cò ba mảnh này, ruột đồng này, ruột đây em đã để đây rồi, ruột này, khung cò ruột, tay cầm gỗ nhé, em đang bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 anh em cộng. Đây em đây, để máy tính đây anh cộng cho anh xem cho đỡ chứ. Sai lầm gì, sai lệch gì. Một bộ combo tay cầm nhựa thì em đang bán với giá là 1.800.000, còn tay cầm gỗ thì em đang bán với giá là 1.900.000. Đấy, 1.900.000. Anh em cộng cho em một cái van. Cái van thì ở đây là em đang lắp cho anh em là cái van Superwell hộp đỏ nhá. Superwell hộp đỏ cộng cho em 1.100.000. Van Superwell hộp đỏ thì anh em biết rồi. Đấy, đây em sẽ lấy cho anh em xem luôn. Van của nó đây nhá. Van Superwell hộp đỏ đây. Đây. Đấy. Van Superwell hộp đỏ này em đang bán với giá 1.100.000. Đấy. Em cộng thêm 1.100.000 này. 3.000.000 này. 3.000.000 anh em cho cộng cho cái bình. Cái bình là bình 450.000 đúng không? Cái bình là 450.000 nhá. Em cộng cho em 450. Cái bình ở đây thì em đang lắp cho anh em cái bình là bình 035. 035 anh em tùy theo anh em thích là 035 hay 045 hay là 03 cũng được. Đấy, cái bình ở đây là sơn anod từ trong ra ngoài anh em nhé. Bình là bình 035 cộng 450 là 3.450.000. Anh em cộng cho em cái kính. Cái kính ở đây thì em đang lắp cho anh em một cái kính bút leo rẻ thôi. Cái kính này thì là kính bút leo khắc chữ vàng anh em nhé. Bán độ tầm khoảng 70m, nhìn rất là ok, nhìn vẫn là rất là sắc nét anh em nhé. Bởi vì là cái cấu hình này là cấu hình rẻ, em lắp cấu hình rẻ cho anh em nên là em sẽ tận dụng
em sẽ làm sao để cho nó rẻ nhất có thể để cho anh em những anh em nào chưa có điều kiện đấy, chưa có điều kiện để anh em có thể lắp cho mình một cái cây giá rẻ hết mức để anh em có thể bem tầm khoảng 70 mét anh em ấy, 70 mét 80 mét vẫn ok đấy. Cộng cho em cái kính 500, cộng kính 500 này, cộng 9500 là 3.950.000 rồi, 3.950.000 rồi đúng không? Thì anh em cộng cho em cái giảm nữa, cái giảm ở đây thì tùy anh em nhé, anh em có thể lắp giảm bút neo ba khúc tiến lùi hoặc là giảm hay là giảm sumo cũng ok. Giảm bút sumo thì bên em có nhiều hơn thì nó sẽ là phi 35, nó sẽ nhìn nó sẽ vừa với khung hơn đấy, thì tùy anh em thích lắp mà giảm bút neo này thì cũng được, mà thích lắp giảm sumo cũng được. Thì vì cái giảm sumo giảm bút neo ba khúc tiến lùi này thì bây giờ thì anh em đã biết rồi, đang cái tình trạng dịch này rất là căng nên là giá của cái gì nó cũng căng, nên là em đang bán cái giảm này là 500, giảm sumo cũng là 500 anh em nhé. Đấy, anh em cộng cho em 500 nữa đấy là bằng 4.450.000. Đấy là anh em có thể sở hữu cho mình một cây súng condo Talon chưa có lòng nha anh em nhé, chưa có lòng đấy, 4.450.000 anh em sở hữu nguyên cho mình một cây như này. Đây gồm tất cả như này anh em đấy. Khi gửi xe nếu mà anh em thích thì em sẽ có thể ráp cho anh em được nguyên khẩu như này nhá, để em gửi xe đấy, hỗ trợ anh em ráp nguyên khẩu nhá đấy. Còn nếu mà anh em muốn mua thêm lòng để có thể bán được thì anh em cộng cho em cái rẻ nhất nhá, cái rẻ nhất là 1.2 đúng không, cái rẻ nhất là 1.2 anh em có thể, nếu mà để anh em sở hữu được một cây đủ nguyên để có thể bắn tầm 70 mét thì anh em cộng cho em thêm tầm 1.2 là cái cành rẻ nhất rồi, 1.2 là cành rẻ nhất đấy, thì nó rơi vào 5.650.000 là anh em có thể sở hữu cho mình một cây condo Talon đấy. Nói chung là cấu hình thì bắn tầm khoảng 6-70 mét rất là ok. Còn anh em có thể sở hữu cho mình một cái cành tầm khoảng 1.4-1.8, 1.8 thì là cành tem vàng, còn 1.4 là cành tem bảy màu nhá. Đấy, bắn thì nói chung là mỗi cái cành thì nó có giá khác nhau, thì anh em biết rồi, chất lượng nó khác nhau, giá khác nhau thì tất nhiên là chất lượng nó phải khác nhau. Thế nên là anh em nếu mà muốn sở hữu cho mình cái cành đắt để bắn có thể tầm khoảng 9-100 mét thì anh em mua cái cành đắt lắp vào đây vẫn bắn rất là ok anh em nhé. Còn anh em muốn sở hữu một cây giá rẻ thì anh em mua cái lòng 1.2 là cái cành rẻ nhất bên em rồi, thì nó rơi có vào 5.650.000 là anh em có thể hoàn thiện cho mình một cây để có thể đi bem thú, bem chim, bem gì thì bem anh em nhé. Đấy là tất cả những cái gì em muốn giới thiệu với anh em, và cũng là tất cả những cái linh phụ kiện để lắp thành một cây condo Talon có thể bán được nhá. Đây là 5.650.000 đấy. Rồi em cũng xin phép được kết thúc cái video này đây, mong anh em xem video ủng hộ shop một like, một đăng ký kênh để shop càng ngày càng phát triển nhá. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.